nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 5 tháng 2, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp với Ban chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược và vật tư y tế. Lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 7 cơ sở vi phạm, phạt trên 8 triệu đồng, trong đó 4 cơ sở không niêm yết giá bán tại thành phố Hưng Yên, đó là các hộ Trần Thị Phương số 121 và Nguyễn Thị Thập số 154, đường Điện Biên, phường Lê Lợi, Trần Đình Trường, chợ đầu xã Trung Nghĩa, An Thị Vui, xã Quảng Châu. 2 cơ sở ở thị xã Mỹ Hào vi phạm không thực hiện niêm yết giá hàng hóa theo quy định và bày bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, đó là hộ Trần Thị Hạnh, phường Nhân Hòa và Nguyễn Thị Hoa, khu Phúc Hưng 2, phường Bần Yên Nhân. Lực lượng chức năng yêu cầu gần 200 cơ sở ký cam kết không lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa để mua găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá hàng hóa bất hợp lý.